Trịnh Sảng bị đồn tự tử, lô bản ghi âm của Trương Hằng phá hủy cuộc đời nữ diễn viên. Mới đây, trang QQ có bài viết gây sốc với dòng tít khiến netizen choáng toàn tập. Truyền thông lan truyền tin đồn Trịnh Sảng tự tử, loạt ghi âm và lời khai của Trương Hằng đã phá hủy cuộc đời cô ấy. Chi tiết gây hoang mang được đề cập trong bài viết, đó chính là việc máy tính của nhiều netizen bất ngờ nhận được thông tin Trịnh Sảng tự sát. Trang QQ cho hay, khi click chuột vào bản tin Trịnh Sảng tự sát, không có bất cứ thông tin nào về vụ tự tử của nữ diễn viên. Tìm trên các trang web khác cũng như mạng xã hội, người hâm mộ cũng không thể tìm thấy tin tức nào về vụ việc này. Trong khi đó, tài khoản cá nhân, các fanpage, studio của Trịnh Sảng lại không có động tĩnh nào. Ngoài ra, cư dân mạng cũng phát hiện tài khoản xã hội cá nhân do Trịnh Sảng quản lý đã hoạt động tới 5 lần trong thời gian xuất hiện tin đồn. Điều này cũng đã gián tiếp bác bỏ tin nữ diễn viên tự tử. Mặc dù vậy, việc tin đồn được lan truyền đánh động tới giới truyền thông, cộng thêm việc xuất hiện tại phần cửa sổ của rất nhiều máy tính cá nhân, đã cho thấy khả năng cao Trịnh Sảng bị một thế lực bôi đen cố tình tung tin dìm. Sở dĩ có tin đồn ác ý cho rằng Trịnh Sảng tự tử là do những thông tin Trương Hằng từng chia sẻ. Trong phiên tòa xét xử, CEO này tiết lộ rất nhiều tình tiết chấn động về việc Trịnh Sảng mắc chứng trầm cảm, không ăn không uống, từng cố mua thuốc tự tử và đặt chúng dưới gối của mình. Phần đông dư luận vẫn tin vào những thông tin như Trịnh Sảng bỏ rơi con, Trịnh Sảng tự sát, toàn phớt lờ những lời giải thích của nữ diễn viên và các fan. Đây là lý do mà một số kênh truyền thông ác ý cố tình đưa ra tin sốc về nữ diễn viên để chúng lan truyền trên mạng xã hội. Thực chất, tin đồn Trịnh Sảng tự tử đã một số lần được đưa lên, gây chú ý và bình luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Điển hình là hồi tháng 2, một trang web hiện đang gây sốc với bài viết chia sẻ biết có nhan đề Trịnh Sảng nhảy lầu, bồi thường 800 triệu tệ, tương đương gần 2.900 tỷ đồng. Trịnh Sảng tự sát, hoàn thành bản ghi âm công khai có thêm phụ đề bằng chữ. Thậm chí, có bài viết còn đầy ảnh của Trịnh Sảng thành màu đen trắng với dòng tít. Lên đường bình an, Trịnh Sảng im hơi lặng tiếng suốt nhiều tháng qua, tự sát vì căn bệnh trầm cảm. Vậy nhưng trong một diễn biến khác, trang QQ lại tìm ra được động thái của bố ruột nữ diễn viên. Vào tối ngày 31 tháng 1, ông Trịnh Thiếu Hoa, bố của Trịnh Sảng, được phát hiện vạch online và bấm like một bài viết có nội dung về tình hình xã hội. Điều này phần nào chứng minh rằng ông Trịnh và gia đình hoàn toàn bình tĩnh, bởi lẽ nếu như vụ Trịnh Sảng nhảy lầu là sự thật, cả gia đình chắc chắn sẽ không còn tâm trí nào để lên mạng đọc tin tức. Hiện tại, Trịnh Sảng vẫn đang trong vụ kiện giành quyền nuôi con với Trương Hằng ở Mỹ, nên trường hợp cô muốn tự tử rất khó xảy ra. Phía Trịnh Sảng vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về việc xét nghiệm ADN của hai con và cả thông tin tự sát gây hoang mang dư luận. Rất nhiều fan chờ đợi những động thái mới của nữ diễn viên và cả Trương Hằng trong vụ việc lần này. Trước đó, vào phiên tòa ngày 6 tháng 4, Trương Hằng đã cho rằng Trịnh Sảng bị bệnh tâm thần và có xu hướng tự tử từ năm 2018 đến năm 2019. Vào khoảng tháng 6 năm 2018, Trịnh Sảng đã nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không ngủ. Một lần khác vào năm 2019, Trịnh Sảng đã mua thuốc. Nếu uống 20 viên thuốc này có thể gây mất mạng và có lần Trương Hằng đã kịp thời ngăn cản khi bắt gặp cô uống loại thuốc này.